Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giá vàng và giá ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới rạng sáng nay tăng mạnh với vàng giao ngay tăng 38,8 đô la Mỹ lên 2.233 đô la Mỹ trên một ounce. Vàng bứt phá là nhờ được thúc đẩy bởi lo ngại căng thẳng địa chính trị, mặc dù có một số dấu hiệu cho thấy lạm phát đang nóng hơn mức mà các nhà hoạch định chính sách mong muốn. Nhưng điều đó không nhất thiết giải thích cho việc định giá vàng cao như hiện nay. Còn trong nước thì sau khi có thông tin mới nhất về xóa bỏ độc quyền vàng, giá vàng các thương hiệu tiếp đà tăng vượt 81 triệu đồng trên lượng. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng thì limit ở mức 79 triệu đồng trên lượng mua vào và 81,02 triệu đồng trên lượng bán ra. So với rạng sáng ngày qua thì giá vàng SJC được điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều. Còn Doji tại khu vực Hà Nội thì sáng nay cũng đã điều chỉnh tăng giá vàng miếng thêm 200.000 đồng ở cả hai chiều, lên lần lượt là 79 triệu đồng trên lượng mua vào và 81 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như khu vực Hà Nội. Và dưới đây là thông tin chi tiết. Chuyển sang phần tin tức về tỷ giá ngoại tệ. Thưa quý vị và các bạn, đồng đô la Mỹ tăng giá vào phiên giao dịch vừa qua trước khi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ được công bố vào ngày hôm nay 29 tháng 3. Còn trên thị trường trong nước thì vào đầu phiên giao dịch ngày 29 tháng 3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ tăng 5 đồng, hiện ở mức 24.003 đồng. Và dưới đây là thông tin chi tiết. Những thông tin về tỷ giá ngoại tệ vừa rồi cũng đã khép lại bản tin giá vàng và giá ngoại tệ ngày hôm nay của Báo Lao Động. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Uống gì trúng nhiều tiền? Úi, Dr. Thanh, chào Tân Thông Độ, nó bùng anh. Trúng giải 1 tỷ, chính giải 100 triệu, 2.000 giải trúng ngay mỗi ngày. Nhanh tay thứ nhảy, gửi tin nhắn đến 6020 hoặc truy cập website để trúng tiền tỷ.